Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một số loại nông sản của Đà Lạt, Lâm Đồng đã và đang phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của nông sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, cố tình làm nhái, làm giả thương hiệu. Điều này đã gây thiệt hại không chỉ cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng. Vậy, để bảo vệ thương hiệu và nâng cao chất lượng nông sản, ngành nông nghiệp Lâm Đồng cần có những giải pháp gì để bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng hiệu quả, bền vững? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trào hoa Đà Lạt, Lâm Đồng từ lâu đã khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường cả nước bởi chất lượng vượt trội và độ tươi ngon do khí hậu thổ nhưỡng mang lại. Bên cạnh đó phải kể đến sự nhạy bén và đầu tư bài bản trong sản xuất của nông dân và các doanh nghiệp. Tuy trong thời gian vừa qua, nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh của nông sản không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng ở dưới đó mình không biết được là cái nguồn gốc như thế nào để mà mình tin tưởng mua, còn riêng cái chỗ này thì là tụi em khi mà đến thì em rất là comfortable để mua rau hoặc là hàng hóa ở chỗ này. Có rất là nhiều mặt hàng, với lại là rau củ quả ở đây cũng rất là tươi. Theo Chi cục Quản lý Chất lượng Đông Lâm Thủy Sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp như tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất chế biến nông sản. Riêng trong năm 2024, với mục tiêu kiểm tra hơn 450 sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản đã thực hiện 20 đợt lấy mẫu các loại để giám sát. Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu rau củ quả được phân tích đều đạt chất lượng, không có mẫu nào vượt ngưỡng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy chuẩn quốc gia. Điều này cho thấy, công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản tại Lâm Đồng đã được chú trọng và nhận được sự quan tâm, tuân thủ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Từ thị trường mình đi ngược lại và cuối cùng mình quyết định công nghệ. Công nghệ nó phải phù hợp với từng loài cây trồng, phù hợp với đặc điểm điều kiện khí hậu của từng cái vùng miền một. Và chúng tôi làm đúng ngay từ đầu thì hiện nay là chúng tôi cảm thấy khá là ổn. Hiện nay, nhiều sản phẩm nông sản chủ lực như rau quả và cà phê của Lâm Đồng đã đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ sở chế biến, nông hộ đã có sự hợp tác chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh, thu mua nông sản uy tín, từ đó đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đặc biệt, một số đơn vị kinh doanh xuất khẩu nông sản trên địa bàn đã áp dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng. Các ứng dụng truy xuất nguồn gốc được triển khai rộng rãi, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về nguồn gốc sản phẩm. Dân ấy, là người ta cũng không có muốn sử dụng ví dụ như phân bón, thuốc trừ sâu nhiều. Thứ nhất là nó tốn kém, rồi thứ hai là nó cũng độc hại cho bản thân của họ. Nhưng mà để tháo gỡ được cái đấy thì chúng ta phải có công nghệ, tức là phải có giải pháp. Đấy thì ở đây ấy, nó ứng dụng những cái giải pháp công nghệ cao vô sản xuất. Ví dụ như trải những màng phủ nông nghiệp để hạn chế quả dại, không phải dùng thuốc, rồi hạn chế xói mòn, rồi hạn chế các cái thất thoát của phân bón. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cũng đã tích cực hỗ trợ các nông hộ và hợp tác xã trong việc kết nối với các doanh nghiệp thu mua và phân phối nông sản lớn cả trong và ngoài nước. Ngoài nguồn vốn từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh cũng đã phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm. Đặc biệt, nhằm quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh, chính quyền và các sở ngành đã vận hành hiệu quả trang thông tin thương mại điện tử, giúp kết nối với các đối tác có nhu cầu thu mua nông sản. Thì Lâm Đồng là có đầy đủ nguồn nhân lực về nông nghiệp, về công nghệ sinh học và vấn đề môi trường nông nghiệp, đầy đủ tất cả. Cho nên điều này là chứng minh là Lâm Đồng trở thành là tỉnh nông nghiệp công cao và đủ nguồn lực nông nghiệp công cao. Bởi vì làm nông nghiệp các địa phương khác chỉ một vài cây con thôi, còn nông nghiệp Lâm Đồng là đa cây con. Bởi vì đa dạng sinh thái cho nên là tới 34 loại cây trồng vật nuôi thì cán bộ nông nghiệp sẽ giỏi hơn tất cả cán bộ nông. Với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng nông sản, các chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp, Lâm Đồng đang từng bước khắc phục những vấn đề tồn tại và đẩy mạnh kiểm soát chất lượng đầu ra của nông sản. Điều này góp phần rất lớn trong việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và tiếp tục khẳng định thương hiệu uy tín nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng vốn đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ qua.